Câu chuyện bắt đầu khi Kamado Tanjiro quay trở về nhà sau một ngày đi bán than trên chợ huyện. Trên đường về cậu đánh hơi thấy một mùi huyết rất nồng, ngờ rằng có chuyện chẳng lành, ngay lập tức cậu tăng guồng chân chạy về nhà. Cảnh tượng trước mắt khiến Tanjiro đứng hình. Trước cửa nhà là hai đứa em đang nằm trên vũng máu. Kinh khủng hơn là ở trong nhà, mẹ và những người em còn lại cũng đã bị sát hại một cách dã man. Điều gì đã xảy ra với gia đình Kamado? Tất cả sẽ có trong recap Kimetsu no Yaiba Season 1. Video này được mang đến cho bạn bởi content Phúc Lộc và Tôi Quán Quại. Video được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ, hoặc khi bạn cần một cái gì đó ở background để làm việc và học tập. Để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất, hãy xem phim và tự cảm nhận. Lùi lại một ngày trước biến cố, Tanjiro tạm biệt gia đình của mình, xuống núi bán than để tăng thêm thu nhập. Nhờ bản tính ngoan ngoãn lại hay giúp đỡ người dân ở thị trấn, nên hàng của cậu bán đắt như tôm tươi. Khi Tanjiro trở về thì trời đã tối sầm. Đang tính dùng mũi đánh hơi tìm đường thì cậu được một ông bác ở dưới chân núi gọi lại, khuyên nên tá túc lại nhà mình một đêm. Liệu đây có phải là Minh Béo được cai vào? Không, ông bác này tốt thật, bởi tấm tối này là thời gian fan MU hoạt động. Sáng hôm sau, Tanjiro tạm biệt ông bác để trở về nhà. Cậu không thể tin được rằng chỉ sau một đêm mình đã mất cả gia đình. À không, cậu chưa mất tất. Cô em gái Nezuko thân còn ấm, còn cứu được. Đang trên đường xuống núi tìm lang y, cô bé bỗng có phản ứng lạ mà quẫy liên tục, khiến cho Tanjiro mất thăng bằng mà ngã xuống núi. Hên cái là tuyết dày nên tính mạng còn giữ. Đen là Nezuko đã trở thành fan MU, ý tôi là một con quỷ, lao đến tính nhắm luôn anh trai mình. Rõ ràng trong hồi ức của Tanjiro, Nezuko là một con người bình thường cơ mà, sao lại có thể tha hóa nhanh đến như vậy được? Rốt cuộc thì điều gì đã xảy ra mà khiến cô bé đã ra nông nỗi này? Cơ thể Nezuko dần phát triển một cách mạnh mẽ, khiến cho Tanjiro rơi vào thế yếu. Để xoay chuyển tình hình, Tanjiro sử dụng haki sắc màu tình thân, cố cứu vớt phần nhân tính còn sót lại trong em gái, và nó đã thành công. Nước mắt cô bé rơi, nhưng cuộc chiến giờ mới bắt đầu. Ngay phía sau xuất hiện một thanh niên lạ, vung kiếm chém về phía họ. Tanjiro kịp phản ứng nhanh để em mình sang bên, thoát khỏi đường kiếm trong gang tấc. Cậu thanh niên này là thành viên của Sát Quỷ Đoàn, một tổ chức được thành lập để tiêu diệt quỷ dữ. Hơn nữa cậu ta còn là một trụ cột của tổ chức, thủy trụ Tomioka Giyu. Sau đó là một cuộc đấu mõm giữa hai bên, phân định xem Nezuko có đáng bị xử tử ngay và luôn hay không. Tanjiro thì cho rằng em mình ở nhà nó ngoan lắm, ngoài việc chuẩn bị sơi mình ra thì nó chưa nhai ai cả. Còn Giyu khẳng định lời của khứa bán than thì chắc chỉ có piu piu là tin. Nói thế thì khác gì nói dây 97 là một đời liêm khiết, nên xử con bé đi thì hơn. Sau cùng thì Tanjiro đuối lý, cậu chỉ có nước cúi mình cầu xin, bởi Nezuko là người thân duy nhất còn sót lại của cậu. Hành động đó đã khiến Giyu thấy khó chịu, cậu cho rằng thằng này sống gì mà nhu nhược và hèn hạ vậy, có giỏi thì vung dìu lên xem nào. Mà nó gặp đúng thằng liều. Trước đó Tanjiro đã lợi dụng điểm khuất sau cây để quăng dìu lên, sau đó lấy tấm thân mình để làm mồi nhử, nhằm khiến Giyu mất cảnh giác. May là nó ném lệch không thì toang. Ngay lúc đó Nezuko thoát ra, thay vì nhắm anh trai thì cô lại vào thế bảo vệ, rồi quay sang tấn công thủy trụ. Đây là cảnh tượng xưa nay chưa có tiền lệ, nên cậu quyết định tha cho cả hai. Ngoài ra cậu còn giới thiệu Tanjiro đến tìm một người đàn ông tên là Urokodaki Sakonji, đọc pass Tomioka Giyu để được ông ấy thu nhận, và bảo Tanjiro không được để Nezuko tắm nắng. Sau khi thu xếp xong phần mộ của người thân, Tanjiro đưa Nezuko đi bắt đầu hành trình của hai anh em. Để tiện di chuyển vào những ngày nắng, Tanjiro quyết định tặng em gái một chiếc áo chùm cuối, nhưng sợ vẻ đẹp của cô bé cộng với vẻ đẹp của chiếc áo này quá chói chang, nên Oni-chan đành mặc hộ rồi đan cho cô bé cái sọt, tận dụng khả năng thu nhỏ phóng to, cho cô bé nằm yên trong đó. Khi đi ngang qua một ngôi miếu nọ, hai anh em tình cờ phát hiện ra một con quỷ đang sơi cả một gia đình. Thấy mình bị bắt quả tang, con quỷ lao đến tấn công Tanjiro. Cô cậu cũng chẳng vừa, lập tức ra đòn phản kháng. Tuy nhiên vết thương đó với lũ quỷ chẳng xi nhê gì. Trong chớp mắt nó đã ghì mặt Tanjiro xuống đất. Nếu không có gì thay đổi thì cậu sẽ bị thịt. Ở một diễn biến gần đó, Nezuko đang nước dãi từ lưa khi thấy thịt người, chợt nghe thấy tiếng anh rên. Cô bé lập tức bật mốt gia đình là số 1, lao đến đá văng đầu con quỷ. Tuy đầu và xác đã thành hai nửa nỗi nhớ, nhưng con quỷ vẫn chưa bị tiêu diệt. Trong khi phần thân lao đến tính sổ với Nezuko, thì phần thủ đã mọc thêm hai tay đến va với Tanjiro. Nezuko do không có kinh nghiệm chiến đấu nên bị hết đấm lại đá cho không trượt phát nào. Tanjiro phải xử lý cái thủ chi này càng nhanh càng tốt, nếu không em cậu sẽ hành cho giá bã mất. Cậu cho nó ăn cú đúp thiết đầu công, rồi liệng ghim chặt vào cây. Sau đó Tanjiro mở hết tốc lực đến cho em gái, chứng kiến em mình bị nhét hành liên tội, thân làm anh không thể nào chịu được, nên Tanjiro lao đến tính đồng quy vô tận với nó luôn. Trong khoảnh khắc, Nezuko đã kịp giữ anh mình lại, còn phần thân con quỷ bị rơi xuống ngỏm tại chỗ. Trong lúc Tanjiro đang run tay chưa dám xuống tay với phần thủ, thì một người đeo mặt nạ thiên cẩu xuất hiện, bảo cậu rằng dao này không đủ xử nó đâu. Nếu đã thế thì Tanjiro dùng đá đập. Tuy miệng nói là phải thay trời trừ đạo, nhưng Tanjiro lại không dám xuống tay. Cậu quá nhân tử kể cả với quỷ dữ. Nếu đã thế thì thôi, cuốn cút ra cho ông trời xử lý. Ánh mặt trời đã lên, con quỷ gặp nắng liền lập tức bị hóa vàng. Thôi bỏ mẹ, nếu ánh nắng tiêu diệt quỷ thì Nezuko có khi nào sẽ... hồn còn trồn còn nguyên. Cô bé đã tự túc tìm nơi khuất nắng để náu, nên đã thoát cảnh bị hỏa thiêu trong gang tấc. Người đàn ông đeo mặt nạ thiên cẩu kia chính là Urokodaki Sankonji. Trước đó Giyu đã gửi thư cho ông, kể rõ sự tình và nhờ ông giúp đỡ hai anh em nhà Kamado. nên là ông đã lập tức tới đây. Trước khi nói chuyện thêm, Urokodaki chỉnh lại sự thiếu quyết đoán của Tanjiro. Nếu một ngày Nezuko bị quỷ chi phối rồi hại người, Tanjiro phải tự tay giải quyết con bé sau đó mổ bụng tự xử. Nhưng với trách nhiệm của một con người và là một người anh, cậu không được phép để kịch bản đó xảy ra. Kết thúc màn giáo huấn, giờ là thời gian cho bài thi đầu vào. Tanjiro phải cõng em gái đuổi theo ông Urokodaki, dồn hết sức mạnh từ thể chất cho đến tinh thần. Tanjiro đã hoàn thành được thử thách, nhưng đây mới là màn dạo đầu. Nezuko sẽ trở lại nhà của ông Urokodaki, còn anh trai cô sẽ phải lập tức lên núi để bắt đầu luyện tập với đề bài là tự thân tìm đường xuống núi. Tưởng gì chứ hóa ra dỉ tường. Với cái mũi ghê hơn chó béc dê thì bài này là bài tủ của cậu rồi. Đề thì dễ nhưng giải là cả một vấn đề. Không khí trên núi cực loãng, chưa kể những bẫy ngầm liên tục ập đến chặn đường tiến của Tanjiro. Trong cái khó nó ló được cái búp. Tanjiro nâng cấp hệ khiếu giác thành công, ngửi được cả mùi của cháp. Mũi của Tanjiro như suy nghĩ của tôi vậy, tuy biết có cháp nhưng không thể né được, cay vờ lờ. Nhưng nhờ được ông bà tổ tiên phù hộ, Tanjiro vẫn hoàn thành được bài kiểm tra khởi đầu với một thân thể không thể nào tàn tạ hơn. Những ngày huấn luyện sau đó song song với việc chạy núi, với những cái bẫy với độ nguy hiểm tăng dần đều, Tanjiro còn được rèn thêm về kiếm pháp, nâng cao tính cơ động của cơ thể, đặc biệt là kỹ thuật hơi thở của nước. Để có thể sử dụng được kỹ thuật này, Tanjiro cần làm chủ được khí oxy, đẩy nó vào đến từng ngóc ngách của cơ thể, từ đó tăng cường khả năng hồi phục, đồng thời nâng cao và ổn định tâm trí. Trong quá trình khổ luyện, Tanjiro phải trải qua các bài tập như là khí tụ đan điền, bèo dạt mây trôi, thác đổ ngập mặt. Suốt 6 tháng dòng, Tanjiro không ngừng thăm ngàn. Nezuko hóa công chúa ngủ ngậm mồm. Các đại phu đến khám đều có nhận định chung rằng người thì còn biết chứ quỷ thì chịu. Tanjiro lo cho em lắm. Cậu thường lại gần và lẩm nhẩm bên tai rằng cái loại anh ngủ quá giờ trưa ấy, cái đời không khá được nha. Sau một năm dòng khổ tận cam lai, cuối cùng Tanjiro cũng tu thành chánh quả. Ông Urokodaki đã hết bài để dạy nên cho cô cậu học trò làm bài test kết thúc khóa tu luyện. Tanjiro sẽ phải xẻ đôi được tảng đá to như tổ bố thằng ăn mày này thì cậu mới được phép tham gia buổi sát hạch làm một thành viên trong sát quỷ đoàn. Trước thử thách này, Tanjiro có phần hơi rén, bởi kiếm mỏng mà chém đá này thì có khi kiếm rụng trước. Nhưng mà hết cách rồi, không được tham gia sát quỷ đoàn, Tanjiro sẽ không thể tìm ra hung thủ diệt ra. Hơn nữa là hết cơ hội cứu em gái, được hay mất giờ nằm hết trong tay cậu, thế nên không thể bỏ cuộc được. Những ngày tháng sau đó là quá trình tự luyện. Tanjiro muốn tối ưu hóa những gì mình đã học để nó có thể phát tiết đúng thời điểm. Nửa năm trời đã trôi qua, công bỏ ra thì nhiều nhưng thành quả thì chưa được hái. Mỗi lần check chém đá là bấy nhiêu lần cậu bất lực. Trong lúc tuyệt vọng nhất, Tanjiro đã gặp một thiếu niên đeo mặt nạ cáo. Ngay từ lần đầu ngó mặt nhau, cậu ta đã dạy cho Tanjiro biết thế nào mới là đàn ông đích thực mà không cần phải dùng dầu gội X-Men. Sau đó là thực chiến với ưu thế hoàn toàn thuộc về chàng trai mặt nạ cáo, từ tốc độ, kiếm thuật cho đến sức mạnh, tất cả đều vượt trội hoàn toàn so với Tanjiro. Được cái mỏ khứa này cũng hỗn, không ngừng khiêu khích nhưng muốn thúc ép đối phương phải tiến bộ và tiến bộ cho đến khi sinh mạng tắt mới thôi. Hồi tỉnh sau cuộc va bất ngờ, Tanjiro gặp một cô bé mắt sáng dáng hiền, giới thiệu mình là Makomo. Cô bé là anh em xã hội với khứa đã buôn hành cho Tanjiro hồi chiều. Cô cậu tên là Sabito, họ đều là những người được ông Urokodaki đem về nuôi, bên cạnh nhiều đứa trẻ khác nữa. Những ngày sau đó, Makomo giúp Tanjiro sửa lại những sai sót, rồi nâng cấp nó lên một tầm cao mới thông qua quá trình siêu cấp khổ luyện. Dù đã x mấy lần bài tập lên là thế, nhưng Tanjiro vẫn chưa tài nào có thể knock out được Sabito. Cho đến nửa năm sau, Tanjiro đối đầu với Sabito tại tảng đá. Hai bên sẽ kết thúc chỉ với một đường kiếm duy nhất, thắng thua sẽ được quyết trong tích tắc. Và Tanjiro đã là người chiếm được khoảnh khắc ấy. Đó là lần đầu tiên cậu chạm đến được Sabito. Tuy thua nhưng cậu thiếu niên đó lại mỉm cười, một nụ cười của sự an tâm. Và cả Makomo cũng thế, cả hai biến mất, chỉ còn lại Tanjiro với đôi mắt bất ngờ trước tảng đá đã bị cắt thành hai nửa. Ngay sau đó, Urokodaki xuất hiện, nói rõ lý do ông ra đề khó như vậy cho Tanjiro. Thực tế ông không hề có ý định để cậu tham gia buổi sát hạch, vì đã có quá nhiều học trò một đi không trở về rồi. Urokodaki đã nghĩ Tanjiro sẽ không thể chém đôi được tảng đá, nhưng cậu đã làm được một cách xuất sắc. Trong buổi tối trước khi học trò lên đường, Urokodaki đã cho Tanjiro hay một thông tin làm hành trang. Tương tự như con người, quỷ khi được ăn nhiều sẽ gia tăng sức mạnh hoặc hình dạng, thậm chí là còn dùng được phép. Thế nên ông đã tặng cho cậu một chiếc mặt nạ cáo đã được yểm bùa trừ tà, hy vọng với công cụ này sẽ ít nhiều giúp ích được cho cậu. Sau khi tạm biệt em gái và sư phụ, Tanjiro lập tức lên đường đến nơi tổ chức cuộc sát hạch. Cậu cũng không quên nhờ sư phụ gửi lời chào tới hai người bạn Makomo và Sabito giúp mình. Lời nói đó của Tanjiro khiến Urokodaki đứng hình mất 5 giây, bởi làm thế quái nào mà cậu gặp được hai học trò đã khuất của ông. Tối hôm đó, Tanjiro đã đến được địa điểm sát hạch. Xung quanh nơi đó được trồng vô số hoa tử đằng, một loài hoa mà lũ quỷ rất hãi. Số lượng người tham dự đợt này đông phết, ai ai cũng hừng hực khí thế. Sau đó xuất hiện một cặp song sinh hắc bạch đến phổ biến điều luật của kỳ sát hạch. Khi cuộc thi bắt đầu, hoa tử đằng sẽ không còn nữa. Các thí sinh sẽ phải đấu tranh với lũ quỷ để có thể sinh tồn. Những ai còn giữ được mạng trong một tuần thì sẽ là tân thành viên của sát quỷ đoàn. Lời trình bày vừa dứt thì cuộc sát hạch cũng bắt đầu. Tanjiro tính sẽ án binh bất động trong đêm nay, cố gắng tìm một nơi dễ thu được ánh nắng mặt trời để dừng chân. Kế hoạch đó ổn nhưng không xảy ra, vì cậu bị một rồi hai con quỷ tấn công. Quỷ là lũ tham ăn nên tính hợp tác không cao. nhưng số lượng sẽ là một vấn đề nếu phải đối đầu trực tiếp. Mỗi tội hai con quỷ này chắc là fan MU mới nên còn non và xanh lắm. Tanjiro chỉ cần dùng sức thứ tư là đã bứt nhạy được hai cái thủ rồi. Sở dĩ Tanjiro có thể diệt được chúng không chỉ nhờ vào kỹ năng của cậu mà còn bởi thanh kiếm sư phụ cho mượn. Nó được gọi là Nhật Luân Kiếm, được rèn từ một khoáng thạch đặc biệt, chỉ có một ngọn núi hứng được nhiều nắng mặt trời nhất. Trong lúc khấn giải hồn cho hai con quỷ, Tanjiro ngửi được mùi thối kinh khủng. Khỏi phải tìm kiếm lâu, nguồn phát đã lộ mặt. Không phải khứa này, mà là một con quỷ đang đuổi theo cậu ta. Một con quỷ với thân hình khổng lồ, khắp mình toàn tay và chi. Trước sự đáng sợ của nó, Tanjiro cũng rén điên. Nhưng chứng kiến một đồng đội sắp bị sơi, máu anh hùng của cậu trỗi dậy, buộc tay phải vung kiếm còn chân phải di chuyển, cứu mạng của khứa nọ. Thấy Tanjiro, con quỷ lại nổi máu nữa. Ai ý tôi là máu hứng, bởi chiếc mặt nạ chứng minh rằng cậu là học trò của Urokodaki. Ông ấy chính là kẻ thù truyền kiếp và là kẻ đã nhốt hắn tại đây đằng đẵng suốt 47 năm trời. Nó đã sơi được 50 mạng, trong số đó có 13 đứa trẻ Urokodaki đào tạo, trong số đó có cả Sabito và Makomo. Trước đây hắn cũng đã dùng những từ ngữ này làm Makomo tức giận để rồi di chuyển bị loạn, dẫn đến việc bị sâu xé. Mém tí nữa thì chính Tanjiro đi vào vết xé đổ đó. Cậu la vào con quỷ một cách bất chấp để rồi bị đánh văng rồi lịm đi. Nếu không nhờ em trai gọi dậy thì chắc Tanjiro đã là đứa thứ 14 rồi. Thua keo này thì ta bày keo khác. Cái keo khác này đã thành công với Sabito khi cậu đã bị bịp áp sát chém cổ con quỷ nhưng thất bại. Hậu quả là thủ nát bét. Nhưng đây là main, mà đã là main thì là nhất. Sau khi thoát khỏi pha quê bắt từ dưới đất và trên không, Tanjiro lập tức di chuyển áp sát, rít một hơi để sử dụng hơi thở của nước. Với thức thứ nhất, thủy diện chạm, chém đúng theo sợi chỉ tất sát. Sau đó là đầu quỷ lìa khỏi xác, cơ thể con quỷ dần tan biến. Tanjiro đã dành cho nó một chút hơi ấm của sự chia sẻ, khiến tuyến lệ ngỡ đã hỏng của nó tái hoạt động. Linh hồn của nó đã thoát khỏi bóng tối để về với phía anh trai, trốn về của nó. Còn về phía 13 người huynh tỷ, họ cuối cùng cũng đã có thể trở về với người thầy như đã hứa. Nếu chẳng may Tanjiro bỏ mạng tại đây, linh hồn của cậu cũng sẽ trở về đó. Thời gian 7 ngày của cuộc khảo thí đã kết thúc, số lượng người trụ lại chỉ còn có 4. Cặp song sinh hắc bạch lại xuất hiện, chúc mừng những tân binh của sát quỷ đoàn, rồi phổ biến những điều cơ bản về hội cho họ nghe. Mỗi người sẽ được nhận một con quạ đồng hành, trừ nhóc đầu vàng này, để làm kênh thông tin liên lạc. Khứa màu gà tự dưng nổi khùng, lao đến làm trò vũ phu bắt cặp song sinh đưa kiếm cho hắn đi hành sự. Tanjiro thấy chuyện bất bình chẳng tha, bỏ tay ra bạn ơi, mày có biết bố mày là ai không? Thấy thằng này bướng, Tanjiro bẻ tay luôn cho khỏi nắm. Khứa màu gà này cay lắm nhưng thôi nhịn, nó mà bẻ chỗ khác nữa thì hết cứu. Kết thúc màn trao đổi ánh mắt, cô bé tóc đen chuyển sang mục chọn dương thạch, thứ khoáng sản để rèn Nhật Luân Kiếm. Do mỗi cá nhân sẽ phù hợp với từng loại đá nên tự thân họ sẽ phải lựa chọn cho mình. Kết thúc hành trình dài, Tanjiro đã cố gắng hỏi thăm cách cứu em gái nhưng vẫn chưa lần ra được một chút tin tức nào. Việc đó đành phải cất gọn lại để tìm hiểu sau vậy. Khi Tanjiro trở về nhà sư phụ, cậu đã được nhìn thấy dáng hình thân thuộc. Nezuko đã hồi tỉnh, cô bé chạy lại ôm chầm lấy anh trai. Cuối cùng hai anh em đã được đoàn tụ. Urokodaki thấy học trò về thì cũng mừng hết biết. Thật may là Tanjiro đã bình an, thật may là đứa trẻ đã trở về. Tối hôm đó, Tanjiro đã kể lại toàn bộ câu chuyện cho sư phụ nghe. Hóa ra bấy lâu nay những học trò của ông đã bị kẻ thù cũ ra tay toàn bộ. Thật may rằng chúng đã được siêu thoát. Vì Tanjiro đã là thành viên của sát quỷ đoàn, Urokodaki cung cấp thêm cho học trò những thông tin xoay quanh loài quỷ, về kẻ được biết đến với cái danh là chúa quỷ, kẻ duy nhất có thể dùng máu biến người thành quỷ. Tên hắn là 10 dễ dãi ư? Không, tên hắn là Kibutsuji Muzan. Hành trình của Tanjiro từ giờ trở đi sẽ phải đối đầu với những con quỷ sở hữu huyết quỷ thuật. Chúng cực kỳ mạnh mẽ, mạnh hơn rất nhiều những con quỷ mà cậu đã từng gặp phải. Nghe đến đây, Tanjiro cho rằng có khi nào Nezuko thuộc loại quỷ này hay không? Bởi cô bé cũng rất đặc biệt. Urokodaki cho rằng Nezuko không phải, nhưng cô bé có một cơ chế rất khác. Thay vì ăn thịt người, Nezuko sẽ ngủ để hồi sức. Đây thực sự là một con quỷ kỳ lạ bậc nhất chưa từng có tiền lệ. 15 ngày sau, shipper mang kiếm đã chuyển hàng đến nơi. Người đàn ông này xưng danh là Haganezuka đến để trao kiếm cho Tanjiro. Lõi thành Nhật Luân Kiếm sở hữu khả năng biến đổi màu sắc tùy theo người mang nó. Khi Tanjiro rút kiếm ra, lưỡi của nó chợt phủ một lớp haki vũ trang. Tuy hắc kiếm xuất hiện khá hiếm, nhưng nó không phải là điều Haganezuka muốn. Anh muốn thấy một thanh màu đỏ cơ, bắt đền đấy. Cùng lúc đó, quạ đồng hành bay đến, báo cho Tanjiro về nhiệm vụ đầu tay tới thị trấn phía Tây Bắc. Ở đó, nhiều thiếu nữ đã bị mất tích một cách kỳ bí. Cậu phải tìm và diệt con quỷ trước khi có thêm những nạn nhân mới. Nhân dịp chuẩn bị có nhiệm vụ đầu, Urokodaki đã bày tỏ thái độ hơi phờ lo cho cu trò. Tuy đồng phục của sát quỷ đoàn cực kỳ bền chắc, nhưng không gánh được điểm báo giữ từ thanh Nhật Luân Kiếm. Người đời truyền tai nhau rằng những kiếm sĩ sở hữu kiếm lưới đen đều không khá được. Dù thế nhưng Tanjiro vẫn rất lạc quan, chắc nó chữa mình ra. Mà ngoài lạc quan ra thì cậu cũng còn gì khác đâu. Tiếp đó, sư phụ tặng Tanjiro một chiếc hộp gỗ siêu nhẹ nhưng cực kỳ bền, có thể phụ giúp Nezuko thoải mái hơn khi di chuyển. Ngày hôm sau, hai thầy trò nghẹn ngào chào tạm biệt. Tanjiro lên đường đến thị trấn phía Tây Bắc. Khi vừa đến nơi, cậu gặp một thanh niên mặt ngơ ngơ, mắt thất thần, dáng đi liêu xiêu. Nghe mọi người xung quanh xì xào rằng thanh niên này tên là Kazumi, hôn thê của anh ta mới mất tích cách đây không lâu. Đây có thể chính là manh mối để tìm ra con quỷ. Tanjiro liền hỏi thăm xem khai thác được gì hay không. Sau đó, Kazumi đưa cậu đến nơi hôn thê mình đã mất tích. Tanjiro vội bật skill cẩu khíu, rít được ra mùi của con quỷ nhưng lại rải rác mỗi nơi một chút. Trong lúc để cho Tanjiro điều tra, chúng ta hãy cùng thương cảm cho anh chàng Kazumi này một chút. Sau cái đêm định mệnh ấy, anh đã bị nhạc phụ hụt đấm cho tan hoang bộ giao diện, nhưng sự đau đớn về thể xác đó không là gì so với nỗi đau tâm hồn. Tội nghiệp cho người anh em. Màn đêm đã dần buông xuống và giờ là lúc lũ quỷ bắt đầu đi săn. Tại một dinh thự nọ, một cô gái đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì đã bị một thứ gì đó bao vây rồi kéo xuống. Lũ quỷ đã ra tay và Tanjiro đã đánh hơi thấy. Cậu lập tức di chuyển đến ngay khu vực gần nơi xảy ra án. Ở đó có hai mùi, một là của quỷ, hai là của người. Tanjiro chọn nơi nặng mùi nhất mà xiên. Cô gái trổi lên, bò mẹ chả nhẽ đâm nhầm. Không sao, kéo lên cái đã, hên là không sao. Ngay lúc đó, con quỷ cũng trổi lên, kéo này căng vào đây. Trước mắt Tanjiro là một con quỷ xài phép. Cậu giao lại nạn nhân cho Kazumi, yêu cầu anh hãy ở gần mình để được bảo vệ. Con quỷ có thể lao ra tấn công bất cứ lúc nào. Nó có thể ẩn mình nhưng mùi thum thủm của nó thì không. Hello baby, bất ngờ chưa? Kèo này là for xăm nha. Không để lũ quỷ tiếp cận mình, Tanjiro sử dụng thức thứ 8 để tấn công. Thiệt hại đã gây ra nhưng chưa đủ. Lũ quỷ lại lặn xuống. Vì quỷ không hay săn chung nên chắc chắn ba con là một bản thể. Nhiệm vụ của Tanjiro bây giờ không chỉ là phải diệt được chúng mà còn phải khai thác được thông tin về trùm quỷ Muzan nữa. Lũ quỷ thấy thằng nhóc Caro này cản trở mình thì tức lắm. Gái 16 mơn mởn thế này phải ăn sớm, không là hết tươi ngay. Những bản thể khác xuất hiện, con này còn biến thái hơn. Nó khoe chiến tích ăn thịt gái 16 tuổi của mình bằng giọng đầy PP, cực phê. Thậm chí hắn còn lưu lại kỷ vật của nạn nhân, trong đó có chiếc nơ đỏ mà hôn thê của Kazumi thường đeo. Không thể tha thứ cho lũ quỷ khốn kiếp này được nữa, Tanjiro phải diệt chúng ngay. Nhưng với môi trường và số lượng thuận lợi, chúng khiến cậu rơi vào thế bị kìm kẹp, mém chút nữa đã bị đánh úp. Nếu không có một chân của Nezuko góp chiến, thằng này chắc chắn chơi bản hack này. Thu phục quỷ làm đệ thì kinh niên tạm ẩn. Nezuko thấy hai người kia thì tỏ ra dịu dàng, như với những em của mình vậy. Trong thời gian ngủ hồi sức, Urokodaki đã truyền vào tâm trí cô bé một ám thị: người là bạn, quỷ là địch. Thế nên cô bé từ giờ sẽ chiến quỷ, vệ nhân. Với bộ kỹ năng của mình, Nezuko được anh trai tin tưởng, giao lại việc bảo vệ Kazumi và cô gái. Còn mình sẽ xuống lãnh địa của quỷ và chơi xanh chín với chúng ở dưới đó. Sau khi xuống bên dưới, Tanjiro nhận ra đây là một cái ao sâu, trôi nổi vô số những tư trang của nạn nhân. Nhiều cỡ này thì chắc tụi này phải ăn cả trung đoàn rau sạch rồi cũng nên. Khi thấy Tanjiro tự nhảy vào bẫy, lũ quỷ đã mừng thầm sẽ chiếm được lợi thế nên tổ chức tấn công bao vây. Nhưng chúng không biết rằng Tanjiro đã quen với điều kiện hiếm khí và thiếu sáng. Hơn nữa có những chiêu trong hơi thở của nước, chỉ tối đa công kích khi trong môi trường nước mà thôi. Tuy đối di chuyển ảo ma đấy, nhưng Tanjiro vẫn có chiều đối phó. Thức thứ 6 siêu xoáy nước, kết quả cuối cùng hai con quỷ bị phanh thây rồi tan biến. Trong khi đó trên cạn, Nezuko vẫn cầm chân, thậm chí là đánh cho con quỷ. Phải thừa nhận cô bé mạnh vãi lìn. Tuy nhiên các chiến đấu của cô bé còn hơi cơ bản nên con quỷ nhanh chóng thích nghi mà vô hiệu hóa rồi phản công. Khi nó định ra tay hạ sát Nezuko, Tanjiro đã comeback mà xin nhẹ cặp tay của nó trước khi cho nó nối bước hai đứa kia. Cậu bé Karo yêu cầu con quỷ biết gì số nhanh về chú quỷ Muzan. Mới nghe qua cái tên thôi thì con quỷ đã bủn rủn hết cả tay chân đến mặt mày, một mực từ chối tiết lộ về kẻ đầu đàn đó. Chính Muzan đã bắt nó phải cầm mồm, nếu không ngoan thì sẽ không chỉ là cái chết đang chờ đợi nó đâu. Như một đứa con ngoan, con quỷ bất chấp lao đến Tanjiro, tha để cậu ra tay hạ sát còn hơn là phản bội chúa quỷ. Mọi chuyện đã kết thúc, Tanjiro trao lại cho Kazumi di vật của hôn thê và bảo anh hãy sống thật tốt phần đời còn lại. Ban đầu anh còn nóng, bảo cậu bé Karo biết gì mà nói, nhưng khi nhìn vào đôi mắt lẫn đôi bàn tay chai sạn vì khổ luyện, anh mới hiểu rằng khứa này chắc đã từng khốn khổ hơn mình. Sau cuộc chiến tại thị trấn phía Tây Bắc, Tanjiro nhận ngay một nhiệm vụ mới. Lần này cậu sẽ đến Asakusa, kinh đô, nơi một con quỷ đang ẩn náu. Vừa đến nơi, chú bé của chúng ta đã bị sự hoa lệ làm cho quay cuồng. Sau một hồi chật vật với nơi phồn hoa đô hội, Tanjiro mới dắt em ra khỏi đó mà đến một quán ramen làm bát cho nó đỡ nẫu ruột. Trời đánh còn tránh miếng ăn, bát vừa trao tay thì mùi hương lại tới, mùi hương y hệt của kẻ đã hạ sát gia đình cậu. Lần theo hướng đó, Tanjiro đã tìm ra được kẻ mà ai cũng biết là ai đó, chủ tịch hàng quỷ Kibutsuji Muzan. Bằng tất cả sự căm phẫn, Tanjiro toàn rút kiếm, nhưng một âm thanh khiến cậu khựng lại. Trên tay hắn đang bế một đứa bé, hắn có gia đình và hai mẹ con kia là người. Điều đéo gì đang happening vậy? Trong lúc Tanjiro còn đang bần thần, Muzan đã giúp cậu có công ăn việc làm khi biến anh chàng đi gần đó thành quỷ. Ngay sau khi biến dị xảy ra, anh chàng xấu số đã ngoạc mồm đớp chính vợ mình. Không để tình hình tệ đi, Tanjiro nhanh chóng áp chế anh chàng kia trước khi anh ta sơi vợ mình. Tận dụng thời cơ đó, Muzan đã đưa gia đình mình rời đi. Tanjiro thấy nhưng bất lực, cậu chỉ hét khản cổ tuyên bố rằng mày không thoát được đâu con trai, to be continue. Trong lúc Tanjiro mém thì bị các anh dân phòng bế lên phường, thì đâu đó có một mùi nào đó rất là hòa xuất hiện, khiến bất cứ ai ngửi đều sinh ảo giác. Hơi thở của đớ chăng? Không, đó là huyết quỷ thuật của người phụ nữ này. Sự chú ý của bà đã va vào sự quan tâm của Tanjiro và anh chàng tội nghiệp kia, bởi hiếm có ai gọi quỷ là người như thế. Hơn nữa lại muốn cứu quỷ thành người. Trùng hợp đó cũng là ý định của bà nên muốn ngỏ ý muốn hợp tác, dù cho chính bà cũng là quỷ. Ở một diễn biến khác, sau cuộc gặp không hẹn trước đó, Muzan đã cho hai thuộc hạ đi lùng và giết Tanjiro cho bằng được. Trong quá khứ, chúa quỷ từng mém bị một tay kiếm cho bay màu. Người đó có bông tai Hanafuda giống với Tanjiro. Sự trùng hợp đó làm cho hắn ta bất an. Trở lại tình hình Tanjiro và Nezuko, họ đã gặp cậu thiếu niên đi cùng người phụ nữ nọ. cậu ta đưa hai anh em đến một căn nhà được bao phủ bởi một kết giới đặc biệt. Hiện tại người phụ nữ đang chăm sóc cho người vợ, còn người chồng đang tạm giam ở dưới tầng hầm. Phu nhân tự giới thiệu mình là Tamayo, còn cậu thiếu niên đang ghen lồng lộn này là Yushiro. Nhờ việc tự tinh chỉnh cơ thể mà Tamayo có thể hạn chế cảm giác thèm thịt người, thay vào đó làm tí huyết là ổn. Yushiro là sản phẩm đầu tay của bà, tức là bà đã ngang với Muzan về khả năng tạo quỷ, nhưng số lượng mà bà tạo ra thì chỉ có một. Tamayo chỉ muốn tạo quỷ với mục đích nhân đạo chứ không phải là hại người. Tanjiro nhận thấy từ người phụ nữ này chỉ toát ra một mùi tinh khiết không chút dối gian, nên hoàn toàn có thể tin tưởng. Cậu muốn hỏi liệu có cách đưa quỷ về thành người hay không? Tamayo cho là có thể, nhưng bây giờ thì chưa thể, chỉ dám cam đoan sẽ tìm ra trong thời gian sớm nhất để thúc đẩy tiến trình đó. Tamayo hy vọng Tanjiro sẽ hợp tác giúp đỡ trong hai việc, một là để bà nghiên cứu mẫu máu của Nezuko. Cô bé là một con quỷ rất đặc biệt khi có thể ngủ thay vì ăn thịt người. Giá như tôi có thể ngủ thay vì ăn thì chắc là cũng đỡ nghèo, cái miệng hư đốn này. Hai là thu thập mang về mẫu máu của những con quỷ có liên quan đến Muzan. Những con quỷ này có sức mạnh khủng khiếp nên việc lấy được mẫu máu sẽ rất là căng cực. Dù là thế nhưng nếu việc đó cứu được em gái và những người khác thì Tanjiro vẫn sẽ sẵn sàng. Giữa lúc đó, nhiều quả bóng bất ngờ bay vào tấn công họ. Những kẻ gây ra chuyện này chính là hai con quỷ do Muzan điều đi để ám sát Tanjiro. Con quỷ ném bóng là Susamaru, còn con quỷ có mắt ở tay là Yahaba. Trước đó chúng đã dựa theo vết tích của Tanjiro để lại mà dò đến được tận đây. Căn nhà ẩn mình trước lũ quỷ là nhờ huyết quỷ thuật của Yushiro. Giờ đây đã bị phá vỡ, hai con quỷ liên tục tấn công vào căn nhà. Quỹ đạo của quả bóng có phần kỳ lạ, nó có thể di chuyển trái với các quy luật vật lý để tấn công người ở bên trong với uy lực cực kỳ khủng khiếp. Trước tình hình đó, Tanjiro điều Nezuko đưa người vợ đi lánh trước, còn mình sẽ lo hai con quỷ kia. Dù rằng thực lực của chúng hoàn toàn ao trình so với những con quỷ mà cậu đã từng đối đầu, hay là bỏ đi hay ăn lắm. Tanjiro quyết định đối đầu với thức thứ 7, cho thẳng kiếm vào quả bóng để chặn đòn. Dù thế nhưng quả bóng vẫn di chuyển. Trong lúc Tanjiro còn đang hoang mang thì cái thủ của Yushiro đã mọc lại, quyết cho hai đứa về kéo nhị cho Diệp Vương. Thấy thêm địch, con quỷ Susamaru cởi áo, bật chế độ thêm tay nhằm tăng cường công kích, nhưng quả bóng vẫn bay với quỹ đạo ảo ma Canada. Ngay cả khi Tanjiro đã chém được chúng thì chúng vẫn áp sát tấn công cậu. Thông qua mùi hương, cậu hiểu rằng những đòn tấn công này đến từ hai con quỷ, nhưng chúng phối hợp ra sao thì chịu. Cho đến khi Yushiro dùng bùa chia sẻ tầm nhìn của mình cho Tanjiro thấy thì cậu mới phát hiện ra con quỷ Yahara đóng vai trò điều khiển bóng thông qua những mũi tên đỏ. Tiện có Nezuko quay trở lại, hai anh em sẽ chia nhau đối đầu với chúng. Trong khi Tanjiro sẽ đối đầu với Susamaru thì Nezuko lo Yahara. Vừa phát hiện con quỷ mũi tên, cô bé đã tặng ngay cho nó giam cước, vô hiệu hóa huyết quỷ thuật, tạo điều kiện cho Tanjiro thoát khỏi màn pressing cực mạnh, từ đó tung đòn phản công chém lìa 6 tay của Susamaru. Nhưng đối của cậu trận này không hề dễ chơi, bởi chúng ta có hai trong thập nhị quỷ nguyệt, những con quỷ mạnh mẽ dưới trướng Muzan. Máu của chúng cực kỳ giá trị mà hai anh em phải lấy cho kỳ được, nhưng kèo này khá căng. Nezuko đã bại trước quỷ mũi tên, thế trận phía yếu thuộc về phía diệt quỷ. Yashiro đề xuất chia lại đối đầu, Tanjiro tập trung solo với Yahaba, còn cậu cùng Nezuko sẽ xét kèo với Susamaru. Trong tích tắc, Tanjiro đã nhìn ra sợi chỉ tất sát, nhưng chỉ một cái chớp mắt, chỉ đứt, Tanjiro chém hụt. Sau đó là liên hoàn công kích mũi tên, khiến cậu va đập liên hoàn, rồi bị thả rơi từ cao xuống. May mà đầu còn tỉnh táo mà tung chiêu thác đổ giảm lực va chạm, không thì đã hẹo chặt. Tình hình cuộc chiến thêm căng thẳng thì lũ quỷ đã nhận ra phu nhân Tamayo, bà chính là con quỷ đã chạy trốn, nên chúng quyết phải mang theo bà dâng cho Muzan. Biến xấu xảy ra thêm khi Nezuko đã bị loại khỏi vòng chiến đấu do một pha chơi ngu đá quả bóng của Susamaru. Để cô bé trở lại sớm, Tamayo đã tiêm cho Nezuko một liều kích dược. Trong khi đó, phía Tanjiro cũng đang căng thẳng không kém. Thuật của con quỷ này quá khó chịu, cậu hoàn toàn không có cơ hội để tiếp cận nó. Tanjiro đã thử chém vào mũi tên, nhưng khi chém nó lại đổi hướng kéo cả cậu đi, từ đó lại thêm thương tổn. Con quỷ khóa tay cậu tính bẻ, nhưng hóa ra lại giúp Tanjiro có ý tưởng bằng cách dùng thức thứ 3 để tiếp cận, bonus thêm thức thứ 6 để xoáy mũi tên hỏng tăng lực, và cuối cùng là thức thứ 2 để chốt hạ. Thủ con quỷ đã bị trả, Tanjiro win. Tuy đầu đã rơi nhưng Yahara vẫn chưa bỏ cuộc, nó tiếp tục dùng thuật, quyết phải có Tanjiro làm bạn đến cửu tuyền. Mũi tên xuất hiện bao nhiêu lần là bấy nhiêu lần Tanjiro phải dùng thức để ngăn chặn di chuyển. May mà thời gian của con quỷ đã tận, thuật bị giải, chứ cú cưa thêm chút nữa chắc cu cậu toang thật. Sau một series khốn khổ khốn nạn đó, cơ thể Tanjiro đã dã rời đến cạn lực, nhưng cậu vẫn phải lết đến trợ chiến, bởi con quỷ Susamaru khó nhằn hơn nhiều. Hoàn cảnh của Yushiro lúc này cho thấy rõ điều đó, nhưng Nezuko đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Những quả bóng ném ra ban đầu cô bé chỉ là đỡ, dần dần thanh sút văng ngược lại. Hey slow, this is Nezu Messi. Con quỷ bật chế độ anh bảy thời áo đỏ lên để đối đầu. Bắt đầu cuộc đá đối kháng giữa hai bên. Sau một hồi đá qua đá lại, hai bên không ai chịu thua ai, thì đến thời điểm 6:50, Nezu Messi ấn định chiến thắng bằng một quả bóng vàng, mém khiến Susamaru bay thủ. Nhưng dăm ba mấy quả bóng vàng đã là gì? Susamaru nói tao về chơi bóng ném. Giữa lúc trận chiến ban căng, Tamayo xen ngang, hỏi Susamaru có biết bản chất của Muzan hay không? Mục đích đằng sau một trang những từ, cụm từ rồi câu vào nguyên bài sớ, phô bày bản chất bẩn thỉu của chúa quỷ là để che đậy việc Tamayo sử dụng huyết quỷ thuật nhằm chi phối Susamaru, buộc nó phải khai ra về Muzan. Tuy nhiên nước đi này của bà đã không thành, bởi Muzan đã cài sẵn mã tự hủy cho đầy tớ. Đoạn này hơi tởm, sợ gõ lắm. nên thôi tôi sẽ không đi vào chi tiết. Nhìn mặt của Yushiro này cho dễ hiểu. Không chỉ có ánh sáng mặt trời và nhật luân kiếm, những tế bào của Muzan truyền cho quỷ có thể tiêu diệt chúng. Sau cuộc chiến căng thẳng, Tamayo vẫn không có được mẫu máu ưng ý, bởi hai con quỷ kia là thập nhị nguyệt quỷ phách. Nhưng con hàng ao sẽ có chữ trong mắt, ứng với vị trí của chúng trong nhóm. Nhưng thôi không sao, có dùng cũng tốt. Tuy là quỷ nhưng dù sao những con quỷ này cũng là trẻ con. Tanjiro càng thêm căm tức tên khốn Muzan. Hắn sẵn sàng hy sinh thuộc hạ để có được mục đích của mình. Đúng là cặn bã của cặn bã. Trong cuộc nói chuyện sau đó, Tamayo bảo sẽ rời khỏi đây để có thể che giấu thân phận, bởi đôi lần khi có người bệnh thăm khám, thân thế quỷ của bà đã bị lộ. Tiện thể bà cũng ngỏ ý muốn Nezuko ở bên mình, vừa tiện nghiên cứu vừa tránh nguy hiểm. Phần rất ít vì cái mặt hề này, phần nhiều là vì hai anh em không thể xa nhau nên Tanjiro đã từ chối. Lòng cậu đã lực thế thì Tamayo cũng không ép. Họ tạm biệt nhau và bắt đầu hành trình riêng. Trong lúc chuẩn bị nhận nhiệm vụ mới, Tanjiro phát hiện ra có một khứa tóc vàng biến thái đang cầu xin thôn nữ nhà lành cưới mình với dáng vẻ hèn hết sức. Cùng lúc đó một chú chim nhỏ bay đến, cứ chu chu cái gì đấy như ra hiệu khứa kia cũng quấy rối nó. Thấy chuyện tào lao chẳng bỏ qua, Tanjiro lập tức ra tay kéo cô đầu vàng kia ra, nạt nộ cho một trận để bỏ cái thói dâm dê giữa đường và bắt nạt động vật đi. Nhỏ này hóa ra là một thành viên của sát quỷ đoàn, người chung khóa sát hạch với Tanjiro. Tên của cậu là Agatsuma Zenitsu, kiếm sĩ hệ sợ chết và mê gái. Sau khi bị cô gái kia đấm cho một trận rồi bỏ đi, Zenitsu phạt vạ Tanjiro đòi cậu phải chịu trách nhiệm, bảo vệ cho mình cho đến khi nào lấy vợ mới thôi. Nguyên nhân khiến ông cháu bị thiểu năng cỡ này là bởi một quá khứ bị ép khổ luyện, với niềm tin rằng sớm muộn gì cũng quy tiên. Thế mà trong đợt sát hạch, bằng một phép màu nào đó cậu ta lại đậu và bắt đầu xách kiếm đi để diệt quỷ. Ôi chu choa, cuộc đời gì mà bi kịch. Đấy là điều Zenitsu tin tưởng. Bỏ thì thương, vương thì phải tội. Tanjiro đành dẫn ông cháu theo. Đột nhiên quạ thông hành của cậu báo tin, cảnh báo cả hai nhanh chóng đến điểm tiếp theo. Khi họ đi theo lộ trình thì phát hiện có một căn nhà ngay trong rừng. Tanjiro ngửi thấy mùi huyết và một mùi lá lạ. Ở đó có một cặp anh em nhìn có vẻ khá hoảng loạn. Sau khi được trấn tĩnh, chúng đã kể cho Tanjiro nghe về hoàn cảnh của bản thân. Bên trong căn nhà kia có một con quái vật, nó đã bắt anh cả của cả hai đem tha vào đó. Giữa lúc đó Zenitsu nghe được một âm thanh lạ, chưa xác định được nó là gì, thì từ trên tầng của ngôi nhà, một người bị thương nặng rơi xuống. Anh ta chỉ kịp nói được vài từ sau cuối rồi ngỏm. Người này không phải là anh trai của lũ trẻ, không thể để có thêm nạn nhân được nữa. Tanjiro sẽ cùng Zenitsu vào xử lý con quỷ, nhưng chắc là mình Tanjiro thôi, chứ ông thần Zenitsu này thì làm ăn được mẹ gì. Nhưng trước thái độ căng cực của Kokaro, nhõi tóc vàng cũng phải cam chịu mà theo. Trước khi vào bên trong, Tanjiro gửi hai đứa trẻ giữ hộ cái hộp chứa Nezuko, phòng trường hợp khẩn cấp cô bé sẽ ra ứng cứu. Bên trong ngôi nhà mọi thứ vẫn bình thường. Sự bất thường chỉ đến khi Tanjiro thừa nhận xương sườn với chân bị gãy của cậu chưa lành hẳn. Nghe xong thì Zenitsu tái như đít nhái luôn, bảo cậu giữ thân đã khó lại còn gánh thêm đồng đội thì thôi, xin vĩnh biệt. Trong lúc đầu vàng còn đang lăn lộn tuyệt vọng thì hai đứa trẻ chạy vào trong vì sợ thứ trong chiếc hộp. Ngôi nhà đột nhiên chấn động. Zenitsu vô tình khích nhẹ khiến Tanjiro và bé gái bị đẩy vào phòng, và đột nhiên căn phòng bị thay đổi liên tục. Giờ đây Tanjiro phải vừa bảo vệ bé gái vừa... Lời chưa kịp dứt câu thì con quỷ đã đến. Tôi tạm gọi nó là quỷ trống. Con quỷ này cực kỳ nặng mùi, chứng tỏ nó đã ăn không ít người. Hoàn cảnh tương tự cũng xảy ra với Zenitsu và bé trai khi họ đang phải đối mặt với con quỷ lợn lòi. Toang thật rồi. Nhưng con quỷ không hề tính sơi hai đứa mà ba chân bốn cẳng chạy đến, để lại ánh mắt khinh bỉ của bé trai dành cho Zenitsu. Trở lại với tình hình phía Tanjiro, quỷ trống dường như không phải là gia chủ quý khách lắm. Ngay khi khứa Karo lao đến chém thì con quỷ liền đảo chiều căn phòng, khiến cậu bị hẫng. Trong lúc chưa định hình được tình hình thì con quỷ lợn lòi sồng sọc chạy đến. Mà nhìn kỹ lại thì thấy người hơn, tạm gọi là chư bát giới đi. Thay vì cầm cây bồ cào thì hắn lăm lăm cặp nhật luân kiếm lưỡi răng cưa, và cũng đang muốn tiêu diệt con quỷ. Hết lần này đến lần khác, cứ mỗi lần chư bát giới muốn tiếp cận thì quỷ trống lại làm lộn phòng. Lão trừ lấy thế làm hào hứng lắm, nhưng thôi làm gì thì làm, ai lại đè bé gái thế kia. Ghét cái thái độ điên điên cuồng cuồng đó, Tanjiro quẳng hắn ra xa. Thấy quái lực của cô này cũng ghê, chư bát giới quay sang tấn công cả Tanjiro. Giữa lúc cả hai đang va chạm, quỷ trống bên ngoài làm tí âm nhạc cổ vũ, mỗi tiếng trống vang lên, không tấn công thì cũng làm xoay phòng. Khi Tanjiro sắp nhìn ra được quy luật thì căn phòng lại bị chuyển thay. Ngoài con quỷ trống ra thì vẫn còn mùi của những con quỷ khác. Trong lúc di chuyển, Tanjiro phát hiện một mùi không phải là của quỷ. Dựa theo mùi hương ấy, Tanjiro đã tìm ra một cậu bé cầm một cái trống của quỷ. Ở phía Zenitsu này vẫn bình an, ít nhất là cậu vẫn chưa va phải quỷ. Còn tâm lý của khứa này thì căng lắm rồi. Mồm thì yêu cầu bé trai giữ im lặng, còn mồm thì liên tục oang oang. Hậu quả là đánh động cho quỷ lưỡi dài đến chơi. 36 kế chuồn là thượng sách. Hai đứa vẫn hết sức chân mà chạy, trong khi con quỷ vẫn dí nhiệt tình phía sau. Tuy nhiên chẳng được bao lâu, cả hai bị quỷ dồn vào đường cùng. Quá sợ hãi trước lời đe dọa của con quỷ, Zenitsu sập mẹ nguồn tại chỗ. Quả này toang chặt luôn. Hay là không, Zenitsu đã trở lại với mốt chiến đấu của mình, thức ảo ma, dụ mông. Cậu vào thế, cậu lấy hơi, cậu rút kiếm, hơi thở sấm sét, thức thứ nhất, phích lịch nhất thiểm. Con quỷ bay thủ, chỉ với một đường điện xẹt của Zenitsu. Chừa cái thói coi thường người khác đi. Vừa tỉnh ông nhõi đã tấu hài, làm ơn ai đó cho cô cậu này ngủ luôn nữa, cho nó bá. Ở cùng diễn biến đó, chư bát giới đang phải đối đầu với một con quỷ béo. Cô cậu cũng sở hữu hơi thở quái thú. Những cú đòn của chư ca mang tính điên loạn, chỉ với dăm cú chém đã trừ xong được con quỷ, rồi tiếp tục đi săn con to hơn. Tạm thời xa các cuộc chiến, ta hãy cùng đến với quá khứ của con quỷ trống. Thời trước nó từng là một trong thập nhị người quỷ. Do gặp rối loạn đường tiêu hóa, không thể hấp thụ thêm thịt người, nên nó đã bị Muzan phế truất. Để có thể mạnh hơn, hắn cần máu của chúa quỷ để level up, từ đó trở lại vị trí thứ 10 trong hạ huyền. Để có cơ hội được Muzan ban ơn, hắn phải ăn những kẻ khỏe mạnh, và anh trai của hai đứa trẻ chính là thực phẩm quý để hắn nâng cấp nhanh hơn. Và đứa trẻ đó chính là nhóc mà Tanjiro tìm được. Theo lời của cụ cậu kể, khi quỷ trống định nhắm cậu thì quỷ béo và quỷ lưỡi dài cũng mò đến giành ăn. Con quỷ béo đã làm rơi cái trống của quỷ trống. Cô cậu nhặt được nên dùng nó để chạy trốn. Trong lúc nói chuyện, Tanjiro ngửi được mùi con quỷ đang tiến đến gần. Trước khi đi ra nghênh địch, cậu nhắc nhở hai đứa em bất cứ ai gõ cửa đều phải rời đi ngay. Khi nào nói tên Tanjiro thì mới được mở cửa. Cuộc chiến giữa Tanjiro và con quỷ trống bắt đầu. Tuy đã nắm được khả năng của từng trống, nhưng vì khả năng luân chuyển quá nhanh, cộng thêm thương tích còn nhức nhối, khiến Tanjiro gặp khó khăn trong việc áp sát. Chỉ một tích tắc không tập trung, cậu có thể phải trả giá đắt. Những lúc khó thế này thì cần sức mạnh hồi tưởng. Lời của sư phụ, lời của bạn bè, à thôi bỏ đi. Tanjiro nhất quyết phải hạ cho bằng được con quỷ. Nói là nói thế nhưng để làm được thì khó thật sự. Tanjiro bị xoay cho chóng con người luôn. Ý chí thôi là không đủ, cậu cần có ý tưởng. Tuy nhiên cứ bị lộn phèo thế này thì não nào tuồn được, nhưng mồm thì vẫn chạy bon. Cậu khẳng định mình sẽ không để con quỷ sơi được khứa máu hiếm kia. Câu nói ấy khiến nó phát điên, tay thì gõ trống còn đầu thì hồi tưởng về cái thời trước đó, khi nó còn là một tay nhà văn. Các tác phẩm của nó bị từ chối thẳng thừng vì văn phong chán ngắt, thậm chí còn bị miệt thị là thứ phế phẩm của văn học. Để rồi khi hóa quỷ, nó đã hạ sát kẻ đã sỉ nhục các tác phẩm ấy. Và giờ đây, trong hoàn cảnh này, quỷ trống sẽ tăng tốc đánh trống cho Tanjiro thành Nam Cường, bay giữa ngân hà chơi, đan xen trong đó là những đòn cào để lấy mạng. Trong cái khó lại ló cái may. Tanjiro nhận ra khi mình tránh dẫm vào những bản thảo đang lăn lóc ở trên sàn thì bản thân sẽ không bị đau. Ngoài ra cậu cũng nắm được thời điểm tấn công của đối thủ. Nhờ một mùi hương như mùi giấy, thế trận đã được cân bằng và giờ là lúc để phản công. Tanjiro sử dụng thức thứ 9, Thủy Lưu Phí Mạt, để tiếp cận con quỷ. Sợi chỉ tất sát đã thấy, Tanjiro dành cho nó lời khen về thuật mà nó sở hữu, rồi tung một đường kết thúc cuộc đời của kẻ sát sinh. Trước khi xác con quỷ biến mất, Tanjiro đã kịp lấy được máu của nó. Từ đâu xuất hiện một con mèo có gắn bùa của Yashiro. Sau khi giao máu xong thì con mèo cũng biến mất. Tuy đã bị tiêu diệt, nhưng con quỷ đã phần nào đó cảm thấy được mãn nguyện, vì cuối cùng thì cũng tìm ra được một người không coi thường tiểu thuyết nó viết và cả quỷ thuật và khả năng chơi trống của nó. Dựa vào mùi hương, Tanjiro đã tìm ra được hai anh em nhà kia và đưa họ ra ngoài. Tuy nhiên khi bước ra ngoài thì ở đó, Zenitsu đang lấy thân mình để bảo vệ cho cái hộp trước những cú đòn liên tục từ chư bát giới. Kể cả khi trước đó có bị dí kiếm vào cổ, cậu cũng không từ bỏ. Zenitsu sở hữu đôi tai cực thính, cậu nghe được tiếng quỷ bên trong hộp, nhưng vì Tanjiro nói bên trong là thứ vô giá nên cậu quyết phải bảo vệ nó cho bằng được. Thấy bạn mình vì mình mà bị bắt nạt, Tanjiro làm sao có thể để yên, máu điên đã lên, cậu lao về phía chư ba giới, thụi một cú thẳng bụng làm gãy vài cái xương sườn của chư huynh. Tiếp đó là một bài sớ về đạo làm kiếm sĩ trong sát quỷ đoàn. Tựu chung lại thì bát giới là kẻ đáng khinh. Cuối cùng thì cũng có đứa động chân động tay, làm cua heo thấy dạo rực lắm. Thích thì afternoon. Một cuộc tay chân xảy ra giữa Tanjiro và bát giới lợn lòi. Cơ thể lão chư này uyển chuyển lạ thường, thế đánh toàn nhằm chỗ thấp, đặc sệt phong cách của một con thú bốn chân. Tanjiro tính dùng gậy ông đập lưng ông đánh thấp hơn, nhưng gậy ông thì ông dùng quen hơn, chứ bát giới hạ còn thấp hơn nữa. Rồi tung một cú đá lộn khiến cho Tanjiro nhận đòn đau. Sau một hồi tự luyến cực mạnh về bản thân, chư ca lại lao đến combat tiếp, hết chịu nổi con lợn hư đốn này rồi. Tanjiro phải dùng đến tuyệt kỹ thiết đầu công, một cụm khiến mặt nạ của chư ca rơi ra. Ai mà ngờ được giao diện của một kẻ lỗ mãng hung hăng lại là một gương mặt đẹp như thiếu nữ cơ chứ. Tuy đầu đã có máu đổ, nhưng tên này còn ham đánh lắm. Tiện hắn cũng giới thiệu tên của mình luôn, Hashibira Inosuke, rồi rủ Tanjiro làm thêm kèo cụm đầu nữa. Nhưng đang nói thì chợt đứng hình rồi xỉu ngang sùi bọt mép. Chiều hôm ấy, sau khi hoàn tất công cuộc chôn cất cho những nạn nhân xong, Tanjiro và Zenitsu bắt đầu lên đường theo con quạ. Khứa Inosuke thấy thế không ưa, bắt phải đánh lại lần nữa nên ngấm ngầm bám theo. Giờ phút chia tay ba anh em đã đến, quạ đồng hành đã tặng cho họ một túi hoa tử đằng để giúp người anh em xua đuổi quỷ bám theo. Tanjiro và Zenitsu sẽ theo quạ đồng hành đến nhiệm vụ mới. Cùng với sự bám theo của đáng ỉn Inosuke, điều gì sẽ xảy ra ở phía trước? Tất cả sẽ có trong phần 2 của Season 1 Kimetsu no Yaiba. Và nếu muốn có thêm các múa khác nữa, tất cả sẽ phụ thuộc vào mong muốn của viewer, như cái cách mà phim này hay phết sẽ phục vụ anh chị em vậy. Ở đây gì cái gì cũng có về phim ảnh, từ meme, phách cánh cụt, review net, vân vân và mây. Sự ủng hộ của mọi người sẽ là động lực lớn nhất của chúng tôi. Xin cảm ơn anh chị em rất nhiều. Và tôi còn quạ, nhớ nhá, phim này hay phết. Xin chào và hẹn gặp lại.